bỏ quên cái ấy hồi nữa hôm hôm bác cái gì cái hôm trước nó bỏ quên gì á cái tự động á cái tự động mà bỏ quên cái gì á cho anh chỉnh bác cho máy D9 nè D9 ơ mày á ơ mày á không rồi bữa thằng Toàn nó bỏ quên cái gì đó đừng nghiêng qua nó mới chạy á ôi tốt coi ôi cái bác này giờ còn có 90 mà cái này không phải tại bác bác ơi bác coi heo cần ga tự động rồi vậy chứ còn cái này là không phải lỗi tại bác nha bác thì chỉ có bị thấp thôi con để con lên lại cho bác chứ còn cái bệnh là không có ấy ha không có bị phải lỗi đổi thừa bác là không đúng nó chạy là nó chạy lên rồi hồi nó xuống rồi cái đó bác làm cái bộ tự động với dàn ấy dưới á chứ còn không phải cái đổi thừa cái bác đâu em cái bác này chỉ có nước khối hay gì vậy thôi chứ còn không đổi thừa cái này đâu rồi tặng cho cái gỗ nè tặng cho cái đổ đằng hứng không lấy kia bỏ ngoài đây nữa đó đi nóc bác còn ngon luôn cái nào hay là cái này con chỉ vệ sinh cho con chỉ vệ sinh thôi vì cái đó coi theo chỉnh lại ở nhà chứ cái nào hư con nó hư còn cái này là con chỉ vệ sinh cho bác thôi chứ còn không có hư ha vậy là bị khác nữa cái đó là bị ở bần bộ phận heo ấy ra tự động đồ vậy đó các con kêu điều chỉnh lại ở nhà cái nào hư đây là nói rõ ràng tính ra cái đó bỏ vào chối quá chối quá chối không bị gì ví dụ như nó hư á là cái bác lên đáy ấy rồi còn cái này cái bác này vẫn phun vẫn ấy chỉ có hơi thấp chút thôi con vệ sinh bác cho nó đẹp về gặp dầu cho ngon á cái này cái nổ mà chứ không có thôi là ga lên xuống chỉ có ga lên xuống thôi không là bắt về cái D9 này xài đạn đũa con hay là cái tròn cái đũa bắt nam bánh đến rồi sụp xịt qua lại có qua lại không không như là bánh đến qua lại nha kéo qua cái loại là nó có sụp xịt là không được tại vì đó nó mới điều khiển trực tiếp vô quần ga nó mới điều khiển qua con heo nên ga lên xuống có khói không khói gì không có khói đâu hen vậy là hai cái được rồi hen có chút khói vậy đó thì mới nạp ga thì có cái khói đó chịu rồi nhưng đều cũng như là chạy bình thường á nó chạy bình thường nó xuống nó lên nó có rồi khói. Ok hen vậy là cơ bản là hai cái đó là bác chỉ cần làm bộ tự động lại mở mặt nạ ra coi cặp tự động lại không mua cặp giấy bự á tự động mà phải loại giấy bự á nghe giấy sắt bự á nó chạy mới ngon còn bắt gắn cái bộ tự động mà có chút xíu của D6 là chạy không ga lớn mà được chứ ga nhỏ chạy không có được gì hết đó rồi đó thì bác kêu hen kêu thợ nó rành nó thì chú Toàn nó giỏi cái nó xuống nó làm một phát một chứ còn tự động nhỏ là chỉnh gì chỉnh thợ không hết không có ấy đâu bởi vì cái đồ hư mà đồ đi đồ nhiều của máy gì của nó mặn nè đúng rồi giờ cũng như máng giống nó phải không nó đổi tao đây rồi ok không rồi rồi không rồi nó bể cái gì nữa cái bánh phớt ủa chạy tới bể bánh đớn nữa nó nổ ngay cái bùm ủa gì dữ vậy không nó bể ngay cái dành mà bánh đớn chỗ bắt vô á trời ơi nó sắp cái gì đâu mà nó làm bùm bể nứt nghe đó thì gì tháo ra có bị hư gì không nè đổi cái máy khác luôn rồi nó nói cái này ông phải tốn tiền coi lên coi cái máy con đổi cho đâu vậy là máy ông bị nổi bánh đớn hơn trời rồi vậy là máy cũng có một gắn mìn nữa hen phải dừng khúc trống này tao mới nghe nói vụ bánh hỡi tung dên tung rồi đó tung dên nứt bể bánh trớn nứt lắm gãy cốt tùm lum cái nhiệt lắm không cái dên nhưng mà đều cái gì cũng phải có cái lỗi nguyên nhân của nó đang chạy mà bể là không có đâu nó bị lỗi cái gì đó, bị lỗi một cái gì á đang chạy nó chịu lại cái đùng nó mới bể bánh trớn chứ bình thường đâu có bể được bác con cũng nói thiệt vậy mà có ông lấy bánh trớn dán nước cam mà dán vô bán cho con mới ghê chứ vậy chứ tao bán về chai chứ mua có 10.000 ký mà đâu có đòi được lấy keo 502 dán vô tao bán về chai rồi cho liền cái máy thôi nó đấy người ta đâu phải y như máy mô hình như báo hết sức dọc đó quay lên nó nổ một cái rồi giăng chút tay luôn hồi xưa đó ông kia ông nói ông gắn cái ít ớt á của chết ra ông xài chứ hồi xưa cái ông tê ớt ông đã nằm á mà bác biết á ông xiết con tán bánh trớn mà không có cứng á
ổng hô hen lên, nó thúc một cái hen nó chạy khoảng chừng 50 mét à. Đó bánh trấn nó chạy à? Ừ, bánh trấn nó chạy. Chạy chín lần chín lần. Còn lên cho bác đúng tí rồi cái cân cho bác 120 à. Ừ. Nó ha. Lên còn bốc bốc. Cái bếp này còn ngon, không phải ấy nên để bắt về bắt coi lại ở nhà ha, chứ đừng có băn khoăn cái vấn đề này. Sách xuống mày để coi chứ tao. Ừ. Rồi. Okay. Rồi. À. Đó cái bác này cho ông bác ha, ông chạy tôm á, chạy quạt tôm á mà ông chạy ra nhỏ á, chạy bơm nước hả? Ừ. Để chạy ra con ấy ha. Rồi, cái đồng đàn này cũng chưa chuẩn ngon hơn.